Đúng rồi. Ngồi không? Dạ. Hãy
Mẹ ơi, con ngứa quá. Từ từ đã, nóng mà. Nước đỏ lửa, uống ngon. Thơm lắm ạ. Nóng không? Không. Ngọt không? Cá. Thì đây cái này mẹ đây có vâng cho. May mình thấy được một quả à. Đấy được một quả rồi mẹ vào trong tí nhé. Ui trời ơi rồi ơi tìm ở đâu ấy. Ui mẹ ơi ở đây có một quả bé. Để nó to. Quả dưa chuột bé. Mẹ ơi, em muốn ăn quả dưa chuột bé. Đây này, có một quả đây này. Ui, dưa ngon thế nhỉ. Mẹ ăn được vui á, ăn cái này rồi.
tham thì mình ăn ngay. Nhìn bình này. Thì vừa làm như thế này đấy. Đấy, bình làm được rồi. Ừ. Cái tròn. Dùng cái răng cắn này. Ừ. Đưa cơm nếp đây. Từ từ đó. Bình yên ăn rồi. Ăn như thế nào? Ăn như thế này này. Ăn như thế này à? Ăn đi, ngon lắm đấy. Ngon nhỉ. Mẹ cũng bỏ một cái ăn nhé. Ừ. Ê. Dẻo nhỉ. Mẹ ăn rất mới mà. Mẹ ăn kiểu gì? Mà không dễ lời. Mẹ chắc ăn hết rồi. Ngon thế. Này, ăn cả rau nữa. Ừ. Cái gì đấy mẹ? Rau đúng không? Mình cho ăn một cái rau. Rau gì đây mẹ? Cho cải. Cho mình ăn với. Cho cải. Ngon lắm. Ngon không? Ngon. Ăn với cơm ngon lắm. Ừ. Mình ăn với cơm đi. Nói mẹ không ăn. Anh, mình mới ăn tiếp rau, vẫn còn mà. Mẹ lại bóc cho nhá. Ăn cái nào? Ăn cái nào? Cơm nào này? Cho này nhá. Mình bóc cho. Mình bóc được mà. Mình lớn rồi. Ê, nó bóc được. Đây, ngon lắm. Mẹ ơi, ừ? Ăn đây, ăn đây. Mình tên nhớ bố. Ăn đây. Mình nhớ bố quá. Mình không ăn nữa à, ăn dưa rồi à? Ừ. Ăn no chưa? No chưa? Ăn cơm lam no chưa? Phải no. Thế, ăn rồi. Trắng liệt ta lắm. Hello.